20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao là thế đời sống không được bao, ha là bao đời không lâu là thế, ha được bao năm sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu là chơi với nhiều. Trọn đời anh ơi ta sống được bao. Hey, chia sẻ giùm cho ba chị em được không ạ cả nhà ơi. Trọn đời anh ơi ta sống là bao, hỡi là thế đời sống không được bao, hỡi là bao đời không lâu là thế, hỡi được bao hãy sống mà yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời xa anh rồi, em biết yêu thương ai nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Anh ơi ta sống là cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người chia sẻ nhiệt tình cho mấy chị em ngày hôm nay trong buổi live ngày hôm nay được vui hết mức có thể được không anh chị ơi? Yêu cầu và chia sẻ nhiệt tình hơn nữa đi ạ. Còn ngày xưa ha. Dạ, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Nhớ yêu cầu bài hát cho mấy chị em luôn các anh chị ơi. Yêu cầu nhiệt tình đi ạ. Muốn em là nó chưa có được ok lắm rồi. Cô chú anh chị muốn yêu cầu bài hát thì hãy để dưới phần bình luận nha. Hát beat mới nha. Ủa có tông lờ mờ nữa hả? Wow tông mới nữa nè. Là thứ cả vậy. Vũ điệu con gà nè, vũ điệu con vật nè. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhẹ vương mắt ai, nay lối về sau bàn chân náo nề. Rượu ngọt làm ta uống say. Cà phê lắng làm ta thắm cay. Giấc chim bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn đầu.
nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Chia sẻ nhiệt tình rực rỡ cho mấy chị em nào cả nhà của mình ơi. Dạ xin cảm ơn anh chị cô chú một lần nữa rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Nhân Nguyễn Mộc Lan, Ngâm Trân Huy, Nguyễn Dung. Kéo lên con số 5 đi anh chị ơi. Tình cờ gặp lại người xưa, cà phê quán cũ cùng vui với ai. Cánh hoa rơi nhà bước mắt ai. Nay lôi về sao bàn chân nào nề. Rượu ngọt làm ta uống say, cà phê đắng làm ta thắm thuy. Giấc chim bao chợt mơ thấy nhau, vỡ mộng rồi riêng mình ta đơn đau. Từng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau từng lời hứa phút cuối xa lại được không? Gặp lại nhau chi hôm nay để em phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, sẽ chẳng gặp anh. Đừng cho nhau bao nhiêu hy vọng, cho nhau tương lai hứa phút cuối giữ lại được không? Gặp lại nhau chỉ hôm nay để anh phải nhớ phải buồn. Nếu cho em lựa chọn một lần nữa, nếu cho ta quay lại phút giây đầu, em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Thảo Mộc tăng cân là giảm viên bột Thảo Mộc, chứ bên em không có bánh sữa nha các anh chị. Bên em chưa có sữa mọi người ơi. Có collagen sữa ông chúa được không? Buồn làm chi anh ơi, chia sẻ là hết buồn liền. Rồi cũng phai màu, lỡ duyên mình bên lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dãi dầu, mà lại đỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi anh ơi, hết duyên phận cũng lơ là. Đời xa xa ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang, ai gieo bao phù phàng cho hoa kia úa tàn, đường xốp kia bé bàng, rồi cứ trái mình quá vội vàng. Buồn làm chi anh ơi, xót xa xin người lên trời chờ ngày thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ rơi vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gọi vào một tiếng thở dài. Hey, 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 hey. Anh em mình là cái gì lâu? Anh em mình là củ su hào. Củ su hào để làm gì lâu? Củ su hào để nhảy. Nhảy đi nào, đem đi sao? Su hào mà sao nhậu sao ngon trời. Su hào là phải ăn sống không mọi người? Cái bóng tôm rồi đó. Chia sẻ đi nào giờ. Anh ơi, chấm bóng tôm xong đi gặp anh Tàu.
buồn làm chi anh ơi, nắng mưa nào bởi do mình, tất cả là thiên lý nên tình đành phải dỡ dàng, xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim. Buồn làm chi anh ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tâm vơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi anh ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian phôi phai xin gói vào một tiếng thơ dài. Tay đâu, tay đâu nào. Mới học trên mạng được kiểu tóc nơ mọi người đẹp không mọi người? Em thì có một cái nơ của Yến lên này nó đẹp. Không bé ơi, xinh khéo quá. Cái chê hoài biết xinh chi bé ơi. Là lúc cái chê đó là cái sự thích mà sâu sâu chê đó. Cảm ơn các chị mình ơi, các chị mình lì xì chia sẻ cho mấy chị em rực rỡ hơn nữa được không à? Để tụi em có thể quẩy hết mình với các chị của mình những ca khúc remix sôi động dễ thương luôn nè mọi người của mình ơi. À, các chị vừa lắng nghe một ca khúc được mang tên Buồn làm chi ơi. Hoa cài mái tóc nè, bây giờ tới hoa cài mái tóc rồi. Luôn cái này luôn ngộ ha, luôn ngộ lắm. Rê thứ. Mẹ Việt Nam mắt người sáng khoác, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu mình nên đừng phai. Dính anh đừng qua vùng có hoang, dính anh đừng đến những nơi chim xanh hoang cơ. Cuộc tình nào không vào đam mê, em xin anh giữ trọn lời thề. Dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ trọn tình quê. Quẹ em ơi, tới bến em ơi. Này hình con long quăng này. Xin cảm ơn Lương Thùy. Cảm ơn Lương Thùy. Hôm nay mấy em hát mày hay à? Dạ hôm nay tụi em hát biết nhạc nó lạ à, mọi người. Hát rồi chị Thu. Mẹ Việt Nam mắt người sáng quá, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ mừng nhòa đôi mắt long lanh, nghe tin con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu đời, ta yêu mình, mình đừng phải. Xin anh đừng qua vùng có hoa, cuộc tình đau thông vào đam mê. Em xin anh giữ trọn lời thề, dù mình nghèo người đời khen chê, ta thương nhau giữ
trọn tình quê. Dù mình nghèo người đòi khen chê, ta thương nhau dưới trọn tình quê. Chị đó kêu là hát là phải mở khẩu hình bự ra, cho nên là mình hát cái khẩu hình mình nó phải bự ra nó mới hay. Ok, chị cảm ơn chị rất là nhiều luôn. Em biết rồi, chị em sẽ mở cái khẩu hình em bự ra cho nó hay. Rai nua. Ok chị. Hát mở khẩu hình bự. Nếp luôn. Chia sẻ đi. Nghe cũng nhiều rồi, bình luận cũng nhiều rồi, mà chửi cũng nhiều rồi. Thôi thì chia sẻ đi. Chia sẻ nhanh nhất đi ạ. Chia sẻ cho thầy đi. Chia sẻ thầy đi. Chia sẻ cho thầy đi. Nay thầy Lộc phụ hộ có xe hơi rồi, mình mới múc mình đi phụ hộ, mình có xe hơi nha. Để, chuẩn bị đi, tụi em chuẩn bị đi phụ hộ để có xe hơi đó mọi người. Hãy hát lên đi chị Yumi ơi. À, hãy hát lên đi cho nó máu nè các anh chị. Ôi cắn ngứa chết được. Chú. Ủa, cắn chị. Chú là đỉnh rồi. Ủa, không ai bị cắn ta? Không. Không, chắc thúi nó mới cắn. Có nha. Thịt thơm á. Thơm, thịt thơm mới cắn. Hãy hát lên ạ. Hay hay hay, đúng rồi, bồ quả xẻ cho ba chị em đi cả nhà yêu ơi. Nói bới đi ạ. Mọi người muốn nhìn thấy khẩu hình rộng như chị đó nói cho nó đẹp không mà, cho nó hay không mà. Ok. Gió vẫn còn gửi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gửi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi, xin đừng chớ lo âu vì cuộc đời này còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gửi bờ cát trắng đến chiều, nước vẫn còn một màu xanh biết thua nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha, lời tình tha thiết. Cùng hát lên nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Dù rằng lời lắm tháng trầm vùng dài phía trước, và lỡ đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xuân tan đi bao nỗi buồn, và cùng thắp lên niềm vui. Thôi tự nhiên đi nhìn lại xấu. Làm xấu mà đẹp là không phải làm xấu, đúng không? Làm xấu thì phải xấu chứ. Yeah. Nóng quá, nóng quá. Lên, các chị nó khẩu hình phải bự ra. Ok. Chị nó hay á. Em là nổi tiếng là chiều anh chị luôn á. Anh chị bình luận gì em chiều cái đó. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi, xin đừng chớ lo âu vì cuộc đời này còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng đến chiều, nước vẫn còn một màu xanh biếc thua nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trời hỏi về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết. Mát đập lại nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Cao lên, cao lên. Dù rằng đời lắm tháng trầm đường dài phía trước, và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xua tan bao nỗi buồn, và cùng thắp lên niềm vui. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết. Cùng hát lên nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ. Dù dần đời lắm thăng trầm đường dài phía trước, và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn, và cùng thắp lên niềm vui. Hay quá. Nếu hát thanh thì mở phụ hiền nhóm vậy luôn đi. Không sao chị, khách hàng là thượng đế, ai bình luận gì làm theo đó. Ôi mọi người, cảm ơn chú anh sẽ ăn nhiều ạ. Hôm nay Linh ngáo, ngáo là sao vậy ta? Nói thử cái từ ngáo cho em nghe. Em không có biết ngáo là sao. Tại em chưa có ngáo lần nào, chưa biết mọi người. Em cũng muốn ngáo lần cho biết cho nó vui không, mà cánh chị hay hay nói lắm á. Vậy tiếp theo ta. Are you ready?
sầm không ta? Cái này lỗi á, không biết phải không à? Mà mở miệng nó giờ hơi bự á, mọi người thông cảm nha. Mới ăn bún đậu mắm tôm sao áo hết chưa có mít gì đó, nó cũng hơi thẩm thẩm xíu à, không sao. Nụ hoa thắm nhưng giả sương ban mai, nhìn là mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thỉnh thoảng phố hoa đang vừa lên bối rối, anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hoa đó những lời yêu mê say, là một xuân mới mà chỉ còn em bên người. Đôi khi hận ghen, đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em còn tìm tình yêu cho em. Một ngày nắng rơi hôm mà em cười, chạy theo, chạy theo nó, chạy theo nó, không có vô nhạc được luôn. Một điều ước cho tình mãi ban đầu, bên nhau dài lâu, bên nhau ngày sau ta có nhau. Nhạt tiếng khổ đau chỉ vì yêu em. Chạy theo gần chết luôn. Click like đi để mất biết đường né. Không có đăng cái này. Nít ngày còn gà tây. Chữ chạy nhanh đúng không? Thử bên này coi. Này cái này nó bị lỗi quá mọi người ơi, tôi hát không được. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Nhớ lì xì chia sẻ cho ba chị em ngày hôm nay nha các chị ơi. Bao năm qua cứ sống vô tư mây, ngô nắng mưa cuộc đời giờ thì chợt có anh cây bơ. Bằng lòng thì em bước qua, cứ dắt em đi lòng vòng đường nào tìm về tim anh khó quá. Ngập ngừng thẹn thùng làm gì ấy ơi, anh đừng đi đâu mình ơn. Mình đến với nhau đi, cuộc tình mình giờ ấm no tự do. Ba má em đã kêu thôi mày cố chính này tình tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Thành tâm khấn 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 tạ ơn đấng trời đã cho con một chàng trai rất ngon. Người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba cho đi khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em cũng chiều anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ em chưa nắm ai, anh cũng như tình đầu vì dầu em thương anh quá. Hai ba cho em muốn sống bên cạnh anh vui hơn hôm nay, nhập bắp cùng ngày mai vui tiếp. Đón anh về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Hát đi chị. Hôm chơi chỉ cho nó hứa thân, anh ơi phải trong cuộc đời này trời còn mà chưa có bồ. Nghe lời em suy nghĩ đi người ơi, xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Hay ta nhớ nào. Cái này cũng hay không? Lâu lâu hát biết mới các chị nói hát nó lạ lạ. Cỏ cỏ bay lả bay la, hai ta đi ăn đi chơi cho đã, khi nào thông thả về nhà em nha. Nói một là một mà hai là hai, cái nào không đúng thì mình cho là sai. Hôm nay không nổi thì mình qua ngày mai, còn tương lai hai đứa anh sau này em bằng ai.
Đường quê quanh Gò Xanh nghe kêu nhanh tò mò, cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mà giàu to. Ba má em đã kêu hai thằng bay cưới đi thì tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời, tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đó thật xanh, rước dâu đi về quê, pháo hoa đón đưa người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thắm măng nồng. Hai ba dương đi khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em không chịu anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ anh chưa nắm mai, anh cũng như tên đầu vì dù em thương anh quá. Hai ba dương em muốn sống bên cạnh anh, vui hết hôm nay nhạc bụt bụng ngày mai vui tiếp. Đón anh về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì mình vui sẽ luôn luôn còn. Hai ba dâu để khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em cũng chịu anh tới đó. Có hai bàn tay này trước giờ em chưa nắm ai, anh cũng như tình đầu vì dầu em thương anh quá. Hai ba dâu em muốn sống bên cạnh anh, vui hết hôm nay nhạc bập cùng ngày mai vui tiếp. Đón anh về quê sẽ ăn được nhiều món ngon, trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Buồn nghe mấy chị hát hết buồn, coi không những nghe hát còn cấu hài nữa, không những nghe hát mà coi coi tụi em diễn hài nữa. Cục xì lâu này ông bê đắp, cục xì lâu ông bê đắp, cục xì lâu ông bê đắp. Bảy người khác ngàn tám ai, tài ngàn em đúng rồi. Thu rap sao? Bằng hai ấy, ba. Bằng hai. Cấp việc năm sau đó bố. Có người giật giải của con rồi. Cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. À, đừng sao em đêm nay, và đừng sao em đêm nay nó yêu cầu nhiều quá. Chị Yến hát bài nữa đi. Bài cảm ơn cô chú Yến rất nhiều ạ. Con Linh, con Yến nó bị điên rồi, điên chặn mày luôn mẹ. Nghe từng khói là khỏi khói khói. Đừng sao em đêm nay. Khói là bay màu luôn. Điên vậy các anh chị mới vui đấy chứ, đúng không các anh chị? Điên vậy mới vui. Hai vui lên Linh. Đi không hai quạo nha. Hai chị Linh mà hết điên là các anh chị hết vui á. Cuộc sống là phải vui vẻ các anh chị. Đừng sao em đêm nay khi bóng trắng qua hàng cây, đừng sao em đêm nay đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Đừng sao em đêm nay ba má em không ở đây, đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim dù em rất ngủ yên. Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn đèn trong bóng đêm. Đến trong bóng đêm rồi vào tim em, nhưng sao xuyên đã ngủ quên. Đừng xa em đêm nay khu phố quen đã ngủ say, đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Nhạc phiêu gây. Đừng có sao em đêm nay, ba má em hôm nay đi chơi hết rồi, không ai ở nhà hết trơn anh ơi. Hôm nay anh không có cần phải chèo gào anh ơi. Vô đặng cửa chính anh ơi. Hey! Yeah yeah yeah. Chị Thu hát đi. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim dù em rất ngủ yên. Đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em, như sao xuyên đau ngủ quên.
Để xa em đêm nay phố phố quen đau ngủ say. Để xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Đừng xa em đêm nay phố phố quen đau ngủ say. Đừng xa em đêm nay đêm rất dài. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Và hãy nói anh vẫn yêu em. Hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em đêm nay. Cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều. Ba má em đang ngủ say. Cảm ơn anh chị. À, nãy em đem đồ cho chị, em để cấp xe cái má lỗi gì nữa. Nha, anh để số điện thoại đi ạ. Cảm ơn Nguyễn Thành Hà để số điện thoại. Tiếng đàn vòng qua núi tăng tình tăng ơi à tình. Giữa nghìn trùng mây xuôi duyên tình ai viết nên lời ca. Hà thu nhớ cớ sao không còn cô nhân xưa vẫn chờ. Còn là tiếc thương hoài vẫn vương năm tháng đó. Bôi tình từng hẹn nước lưu truyền bao kiếp duyên bị sâu. Để gặp người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian. Nơi rừng sâu trong thiêng bồng lục tìm mai khiến ta vương tình nàng. Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi. Chẳng quay mốc lặng vẫn luôn tìm theo ý trong nhân tình hạ phàm bách hoa. Yêu tên biết tìm lại mối duyên thầm. Rất là thiên tính này lại giỏi tên cầm. Nhưng mà trốn tên linh không dành cho lối duyên ngầm. Đây là lương y trừ lên vần tân tư. Ta mất cả lương tri khi gần này nó nương thử. Tình chẳng dấu gì ta đã viết cả tâm tư. Kể về một người con gái trở thành một câu chuyện bất tử. Thật là gian sớm và ta ví như họa. Ta đổi lấy nụ cười này cứ tựa như hoa. Còn thấy nhói tim này có phải cái châm lại. Từ phút sáng như sáng lại tự giúp ta bỏ cái tâm tà. Tại sao ngập ngừng trước chọc lệ giai nhân. Ta quyết chiến thiên địa nữ duyên này ai ngăn. Nàng vẫn độc linh ta cũng là trai tân. Kết đôi sinh ra hài tử đặt tên là Kiến Châu Mây và Linh Nam. Lưu truyền bao kiếp duyên bi sâu à. Để gần người khi trước ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian. Nơi rừng sâu trôn thiên bồng lúc tìm mãi khiến ta vương tình. Hơi thế thai nhân gian luân hồi ai ơi. Chẳng quê mốc là vẫn luôn tìm theo ấy trong nhân tình hợp phàm bách hoa. Cả sau khi đã thâu phong duyên đã quen câu hẹn trăm năm trăng rời. Quê mốc là đã đau nhìn chàng đắn thấy trong sao kia nguyện ta bước đi nhân tình kia sao ta sẽ gặp nhau. Chàng quê một lòng vẫn luôn tìm theo ý trong nhân tình ở phàm bách hoa. Cớ sao khi đã từng phùng duyên đã quên câu hẹn trăm năm trăng rời. Quê một lòng đã đâu nhìn theo nước mắt chàng đắn thấy trong sao kia nguyện ta bước đi nhân tình kia sao ta sẽ gặp nhau. Giáp Việt Yến Du My. Rapper Yến Du My. Không có gì khó với ba cô bé hả? Trời ơi.
collagen Vinh là 790.000, collagen sủi là 1.100.000. Nhanh tay mua hàng để nhận quà nha các anh chị ơi. Không phải là thịt cá mà ngày nào cũng có đâu nha các anh chị. Lâu lâu mới có một lần, cho nên là nhanh cái tay lẹ cái chân đi nào cả nhà của mình ơi. Đấy, bây giờ là không mua tới khi cháy hàng, hết hàng được các anh chị vào mua thì không còn hàng mà gửi cho các anh chị đâu ạ. Cho nên những anh chị nào mình chưa sở hữu sản phẩm nào nhà em thì mình nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới nha. Cảm ơn chị Cẩm Thu, hello chị Hai, cảm ơn chị Hai nha. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân lại. Nguyễn, không cái gì nữa. Quên rồi. Muốn anh là má của con em mà sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng hai. Không còn anh là đời em chẳng cố gắng buồn ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới chàng. Mời anh đi về quê em chiều xuống Ba La ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca, được nhìn anh luôn cười vui là đời em mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con của tía má anh lâu thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đêm nay ta say ta bái tăng hai. Một bài hát đang rất là hot trên top top. Các anh chị mình theo dõi trên kênh Tiếng Dương Bi Official và Linh Em Official nha. Chuẩn bị các bài này ra mắt trên YouTube nha mọi người ơi. Một bài hát đang rất là hot nha mọi người. Người quê mình chân chất, đường nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trường anh thân thân nhất, lũ nhóc làng bên đấm thân thích. Làm dâu miền Tây không có nhưng phải dễ, chỉ cần gật đầu anh nói luôn cho phải lễ. Bà con lối xóm họ bảo em tài ghê, một đời yên ấm có khi được chàng trai quê. Vậy nào người ơi gà gáy, vậy đi, vậy đi, vậy ăn cái chi cho nó. Rồi mình lên xe qua tới thưa mẹ cha, một bài ca hai bên nhà kết thông gia. Xuống Ba La ngồi trà đá ngoài hồ cá mình cùng ca, được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái. Vàng nàng giờ đây đã đến lúc rồi, lúc rồi. Chúng ta chung một nhà thôi, nơi đâu bình yên bằng tình yêu của anh đối với em, không một câu dối gian. Muốn em là má của con anh ở sau này, muốn em là con của tía má anh lâu dài. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phù thề giao bái, đêm nay ta say ta Thanh Dưỡng, chào Nguyễn Văn, chào Khai Trần, chào tất cả anh chị. Đám cưới nhà ok luôn. Chị biết chưa, chị biết chị hát đi. Chưa, tôi cũng chưa chụp trần à. Em không biết bài đó đâu. Em chưa biết bài đám cưới. Em nghe nè mọi người. Băng đại đi lên. Thôi, à, bài bị chữ thúi luôn. Thu biết hát mà đúng không? Thu biết hơi. Thu biết hát đi. Cái chỗ ồ ồ biết. Đâu cái này đâu có ồ ồ đâu, đám cưới nhạc chuyện hồng gì đó mà. Biết nào? Bây giờ mới nhìn là bạn không nhớ. Biết nào biết nào. Có chú anh chị ạ. Cảm ơn mọi người. Những ca khúc rất là hot và rất là hay. Phải nói là hôm năm nay đi chủ đề đám cưới không? Tăng cân một đà là 350.000 một hộp này, hỗ trợ cho anh chị mình ăn được, ngủ được và tăng cân theo cơ địa của từng người nè. Bên em có bán sữa rửa mặt và tẩy tế bào chết luôn các anh chị. Cái này đồng giá là 250 một tiếp nha. Cái tiếp nó rất là to luôn á các anh chị. Mua 2 được tặng 1 nè. Ví dụ 2 sữa rửa mặt là được tặng 1 tẩy tế bào chết, mua 2 tẩy tế bào chết được tặng sữa rửa mặt đó mọi người. Nhanh tay để lại số điện thoại giùm cho em nghe. Dạ Vũ, dạ không biết, ba chị em không biết bài đó. Các anh chị mình nhớ là mua cái gì cũng được nhưng bắt buộc phải có số điện thoại giúp em. Sữa rửa mặt, tẩy tế bào chết, kem chống nắng là những sản phẩm các anh chị mua 2 sẽ được tặng 1 nha các anh chị. Sữa rửa mặt là 250.000 một tiếp, tẩy tế bào chết thì 250.000 một tiếp.
chống nắng thì là 290 ngày một tiếp nha các anh chị cô chú. Và tất cả sản phẩm bên em đều được miễn phí ship nha anh chị. Thương nhau tới bến hết rồi hả? Hôm nay hát mic mới luôn á. Ba cô nương chào đại ca đi. Đại ca. Hồi tét cái đầu đại ca. Đại ca ngồi gốc cây đa. Cô ba đi, cô gái đi ngang đầu đại ca. Cảm ơn Lê Văn Hai. Số hotline là 08-8-1. Đúng rồi, các anh chị mình để ý cái số điện thoại này nha mọi người. Để không thôi là chúng ta bị gạt. Có nhiều cái tình trạng mà tri ân khách hàng tặng nước bông, nước hoa, tặng cái gì không biết, không biết chi, không biết. Tình thấm duyên quê. Không biết luôn. Tình thấm duyên quê. Cảm ơn chị Tây Nguyễn. Đường về hai thôn. Bài tình thấm duyên quê lần trước Yến hát rồi mà. Chị hát á. Vậy cho bài tình thấm duyên quê đi. Các anh chị mua hàng để số điện thoại đi ạ. Y chang Xuân Sang hả? Ok. Các anh chị mình cứ lên bài đi các anh chị. Ai mua hàng để số điện thoại nha mọi người ơi. Hết số là có đơn các anh chị. Collagen là bao nhiêu? Viên là 790, sủi là 1.1.000 nha bé út ơi. Mua hai tặng cho mình một bộ ấm trà rất đẹp. Hai collagen viên cũng được tặng, hoặc là hai collagen sủi cũng sẽ được tặng bộ ấm trà nha. Cứ để số là có đơn nha anh chị ơi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào sân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đêm đêm mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa xóm rơi, rung rung môi cười như thua còn đôi mươi. Em về chăm lo tiếng nhà thóc lúa buôn vườn cả liếp dưa. Em ơi khoan hò khoan lúa trên tô mồ hôi. Khoan ơi khoan hò tới mùa đâm bông, khơi ngàn lối sông gần nhanh ta gánh về. Màn rơi trên đây nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lai, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Tháng xưa cao im mà trời bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Cái miền trong hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Mọi người ơi, năm mươi tuổi collagen nào tốt và sủi nha, sủi nha mọi người, sủi nha cô ơi. Mọi người cứ để số sẽ có đơn nha mọi người ơi. Collagen viên là uống được một tháng, collagen sủi là 20 ngày nha chị. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào sân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đêm đêm mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già ngồi trong tre đùa xóm rơi, rung rung môi cười như thua còn đôi mươi. Em ơi con hò khoan trên sông con đỏ ngang. Khoan ơi khoan hò em về chăm lo tiếng nhà khóc lúa buồn vườn cả liếp dưa. Hãy subscribe.
mùa đơm bông, khơi ngàn lối sông gần nhanh ta gánh về. Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gái trai. Tiếng hò chơi vơi khi trăng ngả lá lai, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Hàng dừa cao in mơ soi bóng sông, mong ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Gái miền sông hương hẹn trai miền Cửu Long, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Chú anh chị ăn nhiều ạ. Cảm ơn anh chị. Hỏi có thuốc nào chị khàn giọng không? Tụi em đang bị khàn, nó bị đau giọng gần chết. Hỏi có thuốc nào chị không? Dạ không, các anh chị ơi. Các anh chị mình có nhu cầu mua hàng thì mọi người để lại số điện thoại giùm em. Nãy có một chị nói là có chống nắng Hàn Quốc không? Có chị, chống nắng Hàn Quốc nhà em có giá 290 nè. 290.000 một tiếp kem chống nắng của Hàn Quốc nè. Mua 2 được tặng 1 nha chị. 290.000 mua 2 tặng 1. Để các anh chị mình nhớ hàng ngày phải thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da mặt của chúng ta nha. Đừng chủ quan nha các anh chị. Làm đẹp thì phải siêng nữa. Nhiều anh chị mình hay đi ra đường mà cứ để phơi cái mặt ra, không có sử dụng kem chống nắng nè, không có bịch hay là che chắn gì hết trơn á, rồi mình thấy người ta đẹp rồi mình lại ước đẹp như người ta, không có được đâu các anh chị. Mình đẹp thì mình phải siêng. Đó, buổi sáng thức dậy là mình vệ sinh cá nhân, xong đó mình bôi một lớp kem chống nắng khi trước khi đi ra ngoài nha. Muốn đẹp là chúng ta phải tự làm đẹp cho mình, đừng xin vía nha mọi người. Cảm ơn các anh chị. Mua hàng thì có số là có đơn. Có nhu cầu mua hàng thì mọi người để lại số điện thoại giùm cho em nha cả nhà. Cảm ơn Cẩm Hy Vọng. Vĩnh biệt màu xanh là mọi người yêu cầu em nhiều quá. Mình yêu kem chống nắng hả vợ? Tôi chuyên chị mua hàng để số điện thoại bên em tư vấn nha. Cảm ơn ca ca Xuân Thủy ạ. Xuân Thủy ạ. Yo! Vẫn phải mà dân, dân, dân. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Anh người yêu em thương mến nơi anh hay mùa xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sâu trắng thành vì em ra đi trước anh. Này người yêu khi anh nhớ em anh ước đêm trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh, đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay xôi ra đi, vậy sẽ thành sai suốt xa xong em vô ơn. Này cho xanh có thâu có biết trái tim này, còn thăng khắp tiếc nhau em mới suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đã mong mong được có vậy. Đời đau nhau khi cái khổ thương là xa cây, buồn thế sau khi cơn đau mới vỡ. Xoay, xoay. Xoay cái gì? Ở đây cái gì cũng làm đẹp cho con trai và con gái luôn. Mình muốn làm đẹp mình để số nha. Nam hay nữ không nào làm đẹp đâu nha mọi người ơi. Muốn làm đẹp hãy để số đi ạ. Mũi quá trời mũi gì trời. Thấy có mũi nào luôn á. Đây kèo chưa tắm nè. 7 nãy phải nhiều lắm. Tuyệt vời quá, xin cảm ơn anh chị mình. Mọi người ơi, mọi người khuấy động chương trình lên đi mọi người ơi. Hôm nay em hơi đau họng và em hăng khá là mệt, cho nên thấy các chị mình cũng mệt theo luôn. Vui vẻ lên đi cả nhà ơi.
vị mình đang nghe một khúc remix được mang tên Vĩnh Biệt Màu Xanh. Put your hands up. Hey người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Đi gì lên em, đi gì lên em mọi người ơi, anh chị đang đến với buổi lịch của ba chị em tại nhà hàng Hoa Sữa. No, ngày trời xanh có thông cô bên trái tim này, còn thân khúc tiếp nhau em mới suốt đêm ngày, làm thế nào cho em thấy bao đam mong mong mưa to bầy. Quá hay. Một thời gian khi cơn đau mai vẫn chưa lành, nếu thế nào anh đâu không em khi ta mong được có bay. Để đến nhau khi cô thân xa. Bỏ cái cây dũa móng nó ra đi, dũa nết vào lại đi. Một lần có ai từng yêu mà chưa từng khóc, thành đau sắc khi tình quay gót đành cầm nín nỗi buồn vây kín đành quên hết ân tình đã chơi chết thắng được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán, tập cho ta sống một cuộc sống theo món tình yêu rồi cũng sẽ qua. Người ơi tích cực chia sẻ như ba chị em được không ạ? Uống rau à, rau giúp cá rồi cho bóp cá chị ơi. Giúp cá dễ xài không? Cho chị một liều trên tấn cân để số giúp em nha chị. Ừ, em nhớ để số nha chị ơi. Đi về đâu người ơi, về đâu đến đây làm chi, giờ đây anh vô tình quay gót này. Hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều, nỡ quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây mình tôi ngồi đây ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nón cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã tàn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc, đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nén nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã chê trách ta được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán, tập cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn Lại Tuyết à. Cảm ơn ạ. Rồi các chị mua hàng cứ phải để đúng số bên em mới tư vấn được nha. Bài gì vậy đó? Hứa thật nhiều, hứa thật nhiều. Ha ha, không hạt mèo. Lê Hồng Linh. Đi về đâu người ơi, về đâu đến đây làm chi, giờ đây anh vô tình quay gót đành. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều, nếu quay lưng đi để người ta khóc. Tôi ngồi đây ngóng trông người ta hằng đêm khi không còn ai nói cười. Ngóng chờ hoài nước mắt giờ đã cạn rồi, thôi thì thôi nhé, không cần nữa đâu. Có
ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành cầm nén nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã che trách ta được ai. Nếu không gặp anh đời ta đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hận không oán, cần cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc. Đành đau xót khi tình quay gót, đành con nén nỗi buồn vây kín, đành quên hết ân tình đã che trách thắng được ai. Nếu không gặp anh đời em đã khác nhiều rồi, biết yêu làm chi để em biết buồn bã. Giờ đã biết ân tình như thế thì không trách không hờn không oán, cầm cho ta sống một cuộc sống thiếu một tình yêu rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn ma giáo đệ để số điện thoại ạ. Anh chị mình mua hàng nhớ để số điện thoại giúp em nha. Tất cả sản phẩm nhà em đều sẽ được miễn phí ship. Và trong khi mà mình nhận hàng, mua là một người không có cái gì ta, không có một cái gì giữ đúng cái ý của mình đó ha. Lẹ không lắm. Chịu có phải chịu nha. Thu lẹ lắm, Thu lẹ. Mọi người nên tập dần với thói quen của Thu. Thu nói không yêu cánh chị với Thu yêu gần chết á. Y hệt vậy đó mọi người cứ suy nghĩ vậy đi. Yeah. Mai này chẳng phải chăm nhật ký anh lâu sau đây, những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghen dân dối che lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây. Vì điều anh xa nhất là mất em nơi đông người, quen nắm tay em mất rồi. Vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng ngày đưa đón em đã tương lai dễ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em ơi, đã hiểu thói quen nhau để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhược nhiều, vì anh đã hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em ơi, mãi bé lâu xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Bài này là theo yêu cầu nên là em mới hát nha anh chị. Cảm ơn anh chị Ly Thùy ạ. Cả nhà yêu mua sản phẩm nhớ để số nha. Chẳng phải chăm nhật ký anh lâu sau đây, những thói quen em mỗi ngày. Hay hơn ghé dân dối che lối đi trên đường về, khi em rất say anh ngồi đây. Vì điều anh xa nhất là mất em nơi đông người, quên nắm tay em mất rồi. Vì điều em thắc mắc câu hỏi yêu em thế nào, anh yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng ngày đưa đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em ơi, đã hiểu thói quen nhau để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì anh đã hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Ít thôi nhé em ơi, mãi bên lâu xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng ngày đưa đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em ơi, đã hiểu thói quen nhau,
đi thôi nhé, không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Đi thôi nhé em hỡi, mới biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chưa lâu sẽ trôi qua thật mau. Cảm ơn các chú anh chị em nhiều ạ. Cảm ơn chị Thọ Nguyễn ạ. Cảm ơn chị Thanh Ngọc ạ, cảm ơn cả nhà yêu rất nhiều ạ. Đúng rồi đó Trang, trời ơi nhìn nó biết liền. Giờ này người ta làm dancer. Vậy có bóc mắt hả, vậy có bóc mắt. Hay hay hay. Mọi người rất là nhiều. Ok chị Huỳnh Trà. Mong mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn nhá. Mong mọi người sẽ yêu thương em nhiều hơn. Người ta nói dẻo. Bữa nay uống hết em về nghe bà đừng để đây. Em đeo theo mà, mang ba lô để mà. Mấy bữa để bây giờ mang về em đi đừng để đây nữa. Ai để đâu mang để đi. Là ba để có cái đó là mình biết ta còn uống. Ở trên bàn nè. Biết đi rồi mình đem về cho rồi. Ok chú anh chị ơi, mua hàng để số điện thoại đi ạ, lên đơn đi. Có ai cần tư vấn? Hãy bình luận nói nữa. Thôi thôi nói đi nói đi. Hàng gì mau hết rồi. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các anh chị mình rất là nhiều. Mua hàng để số đi nè các anh chị. À, tăng cân là 350 ngàn một hộp, hai hộp là 600 ngàn. Nhớ là bên đây là bán thảo mộc, chị hỗ trợ mình ăn ngon ngủ ngon, bồi bổ sức khỏe của mình. Ai cần được tăng cân an toàn là cái trên hết nè, hiệu quả và tăng cân theo cơ địa của mình, không mập nước không tích nước thì hãy đến với Mộc Đài nhà em nha. Người lớn trẻ em đều sử dụng được hết, bé chỉ cần 7 tuổi trở lên thôi. Một ngày bé thì mình sử dụng một viên, còn người lớn chúng ta thì một ngày mình sử dụng hai viên nha. Và Mộc Đà là thảo mộc tăng cân tự nhiên, không phải là thuốc nha anh chị, nhớ là không phải là thuốc, bên em không có dòng nào là thuốc hết ạ. Một chống nắng, một sữa rửa mặt, ok tặng mình một phần quà, cảm ơn Hà Bùi nha. Cảm ơn Hà Bùi ạ. Các chị mình nhanh tay để số giúp em đi. Chống nắng 290 nha, sữa rửa mặt 250, tẩy tế bào chết 250 nè. Đặc biệt mua hai sản phẩm là bên em sẽ tặng cho mình một sản phẩm ha. Một bộ like là xài từ 4 đến 5 cục. 4 đến 6 cục. Cái màu đen á. Nó ăn pin thật. Em mới thay lúc chưa. Chị biết, em biết chị thay cái màu gì không? Philippines. Giống màu vàng vàng ấy á. Nè, hát từ trưa tới giờ mà vẫn còn 4 cục nè. Nãy chị thay cái pin Philippines nè. Philippines. Ok là Philippines. Còn xịt tóc không? Dạ còn nha. Xịt một tóc là 680 ngàn một chai. Mua 3 tặng 1. Mua 3 tặng 1 nha các anh chị ơi, cho nên là nhanh tay để lại số điện thoại cho em nha cả nhà. Cảm ơn. Cảm ơn Hà Bùi. Cảm ơn trời. I love you trời. Thương trời. I love you chị. Cảm ơn bạc bạc. Cảm ơn mẹ bạc bạc. Yến cái gì mới hả hả. Nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Ai có nhu cầu mua hàng thì mọi người để số nha. Bé 5 tuổi uống được không miếng linh dạ không 7 nha. Tuổi mới uống được nha chị ơi. 7 tuổi trở lên là đã uống được một thảo mộc tăng cân rồi nha chị. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Bài gì? Bài nó. Ờ, con nó luôn hả? Giờ mới biết bài này đấy. Có ai tư vấn gì không nè? Không ai tư vấn nữa, em tìm bài gì nó mới cho bài chị nghe. Kem chống nắng bao nhiêu vậy em? Dạ 290 Hương Đinh. Mua 2 tặng 1. Mộc Đài sử dụng lâu lắm các anh chị. Đúng rồi, mấy chị. Năm lận đó. Lâu lắm. Ồ cha, tới ngày 224 lận các anh chị ơi. 3 năm. Đúng không? 3 năm kể từ ngày sản xuất nha mọi năm. Người. 3 năm từ kể ngày từ sản xuất ạ. Wow, công chúa. Noel hôm nay làm Noel. Noel tới. Hôm nay bà Noel à, không công chúa, công chúa Bạch Tuyết. Không, ngày mai là ngày của người ta. Có bé quàng khăn đỏ. Ngày mai là ngày của người ta. Ủa, mai là mốt. Chị tháng này có 31. Chị nói đầu tháng mà. Tháng này có 31. Tháng này có 31 hả? Ừ. Tháng này có 31. Ngày cá tháng 4 em. Ngày chuyên gia nói dối á. Ngày cá tháng 4 mình 11 mình lừa cái gì mới được. Trời ơi, không bị em cũng vậy vậy. Đứa nào em bị. Em ban đêm em toàn lấy hơi lên em thở không á chị. Không mình khó thở mà nói khó thở không có gì đâu. Thanh Nguyễn.
uống bao lâu mới lên cân, cái này nó là thảo mộc, nó giúp cho bạn ăn ngon ngủ ngon nha. Còn cái việc mà lên cân hay nhiều hay ít là do cơ địa của bạn, chứ sản phẩm của mình nó không có trực tiếp làm cho bạn bị lên ký đâu. Gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ. Anh có một câu hỏi anh muốn được tư vấn, anh bình luận ra thì tụi em mới tư vấn được. Hỏi đàng hoàng nha, hỏi nhây là chặn. Hỏi đúng nha, hỏi tào lao là bắn á. Kem body không gửi cho chị. Không gửi cho chị hà em. À, cho cô một chống nắng, một sữa rửa mặt có được tặng kem chống nắng được không? Dạ không cô. Không ạ, chưa được tặng. Một là chống, một là sữa rửa mặt, hai là tẩy tế bào chết. Trời ơi, chưa làm kiểu nữa thiệt. Đáng người ta dìm mà làm kiểu. Liêu liêu. Dìm đâu dìm. Gửi ra ai đâu mà dìm. Ai đó mình tặng cho Yến chơi chị bắn cái xà rong đi. Ừ. Cái gì? Cái xà rong. Cái xà rong là gì? Quấn, quấn người á. Chị bắn thích xà rong rắn đúng không? Quấn. Em biết tặng cho chị bằng cái gì rồi? Thôi em sẽ mua cái giống bê linh mua cho em. Một bao collagen, tặng thêm một collagen nữa. Miễn phí ship nha chị. Chị được điện thoại đi ạ. Em biết em tặng cho chị bằng cái gì rồi? Được đó chị bằng. Được rồi. Ừ, tặng cái đó cho chị bằng cũng được. Linh tặng một collagen sủi. Tao mày hùng vô mua đứa sủi đứa Viên ơi. Vì Linh tặng không trà cho bà kìa. Em ơi hồi... Hồi lại collagen nha, chị không lấy nữa vì đặt cả tuần không thấy. Chị đi móng cái chơi rồi. Chị nhớ ghé móng đực em chơi nha. Đi móng cái nhớ ghé móng đực chơi chị. Trời làm gì có thuốc body anh. Có kem body chứ sao lại có thuốc đi body. Đi móng cái nha, móng mèo nha chị. Bên em là có kem body nha, không có thuốc body. À, chị đặt lâu lắm rồi mà không thấy gửi cho chị hả? Dạ, cái này là do người giao hàng. 6 tuổi rưỡi uống được luôn. Chị mua một tẩy tế bào chết và một chống nắng tặng quà gì? Tặng cho mình là một là chống, một là sữa rửa mặt, hai là tẩy tế bào chết, ba là son, chứ không có được tặng kem chống nắng nha. Em nghĩ là mình sẽ được tặng sữa rửa mặt hoặc là tẩy tế bào chết thôi đó các anh chị, hai cái thôi. Son là chắc bỏ luôn rồi. Chị hỏi collagen là bao nhiêu, viên là 790, sủi là 1,1 triệu, chị muốn hỏi cái loại nào chị? Bên em có hai loại lận á. Bao nhiêu một kem body? Chai thì là 480 ngàn một chai, còn hộp thì là 350 ha. Nó giống nhau hết, nó chỉ khác nhau là dung tích thôi. Dạ, cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Cả nhà mình ai có nhu cầu mua hàng thì mọi người để lại số điện thoại nha mọi người ơi. Thì hôm nay mạng nó hơi bị chập chờn, bình luận nó không có nhảy gì hết trơn, tụi em không có tư vấn được nhiều. Cho nên là chắc là tụi em xin phép các anh chị mình tụi em xuống sớm vài phút nha, chứ hôm nay tụi em hơi mệt. Dạ. Tụi em rớt xuống đây để chị Băng với chị Lệ leo lên. Cho tụi em rớt xuống à? Tụi em hạ cánh đây các anh chị. Tăng cân giá 350 một hộp, một liệu trình hai hộp là 600, hoàn toàn miễn ship. Để số đi chị ơi. Gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ. Bài nào cũng hay chứ. Duyên 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 xa xa. Bài nào cũng hot. Tập không kịp, thiệt nó ra nhiều quá, tập không kịp. Lúc thì nó không ra. Gửi ba đứa lúc cho chị ra, hả? Lúc mà ra dùng cục. Ok, đóng thùng gửi chị nha. Nghe, muốn em là bài gì của mấy tập lâm la. Không đóng. Gửi body, gửi ba đứa cho chị luôn hả? Đóng thùng gửi luôn. Ba đứa về là chị mệt lắm đó. Chị phải làm cách âm với chúng thôi, hàng xóm tao phiền. Tăng cân giá 350, cảm ơn nhiều. Mãi yêu Phùng Tú. Nhiều mãi yêu Phùng Tú, ok. Biết yêu bồ lắm luôn á. Dạ nữa, cảm ơn. Bài hot nhất TikTok của Yến Linh là bài gì vậy? Không biết nè. Tóc kỳ quá ha. Trời, tóc cái nơ đẹp gần chết kỹ như con. Dễ thương mà. Con làm 3 tiếng hồi mới được đó cô. Quấn hình cái nơ mà các chị. Kiếm cho Linh một bộ nào để vô quẻ. Chị băng gieo cho các anh chị. Đúng rồi, chỉ có chị băng với dao quẻ được thôi. Dạ vâng, và một lần nữa mấy chị em cảm ơn các anh chị mình. Và hẹn gặp lại các anh chị vào buổi live của chị Băng và chị Lệ vào lúc 9 giờ nha mọi người. Mọi người hỏi hoài à. Mọi người có bên bay Duy Trinh đó mọi người ơi. Đinh Duy Trinh và Duy Trinh là nhiều bay lắm. Mọi người nhớ là tìm kiếm nha mọi người. Bye bye. Goodbye. Dạ, cô chào mọi người nha. Chào. Stop here. Bye.